Được rồi, cứ bình tĩnh, không cần phải hú hét gì cả. Chúng ta đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên thôi. Dù có bước vào địa ngục thì vẫn cần phải có tiêu chuẩn chung, đúng không các bạn? Chúng ta là những con người lịch sự mà. Đây, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình Zuka. Và chào mừng quay trở lại với Cô Nhi Viện Review phiên bản Discord, nơi chúng ta tiếp tục bước chân vào địa ngục. Xin lỗi các bạn là vì một thời gian dài rồi chúng ta không bước vào khiến các bạn trở nên ngoan hơn từng ngày. Nhưng không sao, các bạn chuẩn bị hư hỏng tiếp rồi. Hãy cùng quay trở lại xem là địa ngục hôm nay sẽ có những thứ gì nhá. Bắt đầu. Thú thực là khi mà bước vào địa ngục thì tôi cũng nghĩ rằng sẽ có một bộ xương bít múa nhảy vào mặt, và đấy những gì chúng ta vừa nhận được, đấy là chuẩn. Có thể bạn chưa nhận ra nhưng 8 tỷ người trải qua hôm nay theo cách khác nhau, và bạn là một trong số đó. Ai đó yêu hôm nay, ai đó chia tay hôm nay, ai đó có thể gần kết thúc, ai đó có thể vừa mới bắt đầu cuộc sống, ai đó có thể có ngày tuyệt nhất, ai đó có thể có ngày tồi nhất. Mặc dù cuộc sống rất khó khăn, bạn vẫn đang ở đây cố gắng. Tôi rất tự hào về bạn, bạn của tôi ơi. Thực sự đấy, hãy cố gắng nhé, hãy cố tiến lên bạn của tôi. Ủa, thế thế à? Mấy cái đoạn kiểu bạn là một con chó lợn, bạn chả được có ích gì trên cuộc đời đâu. Tại sao nó lại nhân văn thế này, tôi không quen. Mày đây méo phải chỗ rồi, Cô Nhi Viện của tôi. Đây, con ngựa phá hỏng tất cả mọi thứ rồi. It's been so hot in Arizona that I think I could potentially cook an egg today. Wow, dìa gì? What her cook? Hại đồng đội sẽ không được. Wow! Ok. Đấy, đấy, đấy là những gì tôi muốn đúng không các bạn? Đấy là những gì mà chúng ta đến đây, đấy là những gì các bạn click vào để xem đúng không? Không phải là mấy thứ... Đi đi, bạn hãy sống thật tốt, bạn hãy cố gắng lên nhé. Không! Muốn ngay sảng khoái. I am... Gay. I am a... I am a... I am a... I am a... I am... I am a... I am a... Dr. Han, I am a... Mai nổi cái chữ I am. Mai cả nồi ra cái sáo mà. Ok. Tuyệt vời, chúng ta có liên minh FPS. Let's go. Tôi cảm thấy như tôi đang xem Vạn Lý Trường Thành được xây dựng vậy. Thật tuyệt vời. Không để tên Mexico nào tràn qua Mỹ. Boom boom. Xạm thật méo hiểu nổi. Mình kiểu quá già rồi hay sao ấy mà mình chơi Valorant mấy cái tuyệt chiêu của nó bắn lung tung tùm lum ra. Tôi méo thể nào mà theo được. Bây giờ còn có cả mấy con agent nó thả được một cái hình thể của nó ra ngoài, và nếu bắn phải hình thể đấy thì sẽ bị choáng. Xong rồi con chết rồi vẫn thả được sớm ốc. Xong rồi con có ulti nó là chết rồi, nhưng mà tôi chưa chết đâu, và tôi sẽ hồi sinh lại đúng cái chỗ tôi vừa chết rồi. Tôi biến thành một con ma tôi bay lung tung. What the hell? Méo thì hiểu nổi. Tôi đang cố, các bạn hiểu không? Tôi cũng đang cố gắng để theo được giới trẻ đấy. Nhưng mà nhiều cái nó khó quá các bạn ạ. Nhiều cái khó quá. Chủ nhân à. Oh yeah, bro. No. Không có. Oh, really? Vai nổi con long quăng này. Giật căng với cả trưởng ạ. Mèo thì hiểu bệnh nhân Parkinson giai đoạn cuối của chúng ta. Giật căng khó chịu. Nam mô rồng Phật. Nam mô phượng Phật. Nam mô khủng long Phật. Nam mô chuồn chuồn Phật. Nam mô thạch thùng Phật. Nam mô chim bồ câu Phật. Nam mô các loài chim Phật. Các loài chim không phải là chim bồ câu à? Nam mô cún Phật. Nam mô mèo Phật. Các con không được phép mào phàm cắn các vị Phật, nhớ nghe chưa? Tôi thề là đến cái giai đoạn này thì sư cô đang có một cái danh sách 101 loài vật đáng yêu dành cho các bé, xong rồi sẽ đọc cái danh sách từ trên xuống dưới. Chứ còn
Khủng long Phật, chuôn chuôn Phật, what the hell. Tôi mới không hiểu nữa. Rồi là người sẽ đi về đâu khi mà một bộ phận những con người làm những điều này và bộ phận còn lại đang ngồi cười những người làm điều này và ủng hộ thêm view cho họ. Thật sự đấy. Xin lỗi các bạn, vừa nãy đang react cười hô hố thì bỗng nhiên có anh đến sửa điều hòa nên là bây giờ tôi mới quay trở lại các bạn đây. Hãy cùng tiếp tục với cô nhân viên review nhé. Cái này con ngựa. Tôi phải nói thật các bạn ấy, mặc dù là tôi không đam mê gì các bạn Weibo, nhưng mà tôi phải công nhận rằng các bạn chế meme hay thật. Hầu hết khoảng 90% những Weibo mà tôi gặp phải, ngoại trừ việc biến thái ra nhá, thì chế meme rất là đỉnh. Đây là một điểm cộng mà tôi phải dành cho các bạn. Bạn đưa một quả táo vàng cho Miko-chan hoặc Riko-chan. Riko-chan ạ. Thực ra là đúng, nó phải như thế các bạn ạ. Từ sáng đến giờ tôi đã phải xem quá nhiều video kiểu bạn đưa một quả táo vàng cho Riko-chan, Riko-chan ăn quả táo đấy và tiến hóa thành một con quái vật bốn đầu. Tôi không thích cái điều đấy xảy ra các bạn ạ. Tôi thích cái chuyện nó vừa xảy ra thì nó mới đúng với tinh thần của chúng ta, đúng không các bạn? Chứ nếu không các bạn bước vào đây làm gì, ở địa ngục làm gì, có những thứ gì trong sáng, đúng không các bạn? Thì tớ hạt nhạc ngọt. Đây, con ngựa sự kết hợp hoàn của mẹ nó hảo à. Thề các bạn, nếu mà không bị dính bản quyền tôi sẽ để cho các bạn nghe lâu hơn. Tại vì đây đúng là một kiệt tác các bạn ạ. Cái nhân cách, cái ca tính, cái giọng hát hòa quyện lại như một cái nồi bánh chưng hổ lỗn khổng lồ. Thế nhưng mà các bạn phải công nhận đi, đó là AI phát triển, nó là một cái phát minh vĩ đại nhất của loài người. Nhiều người cứ lên nói là ấy sợ quá, AI sẽ xâm chiếm loài người và nó sẽ lật đổ loài người, chúng ta sắp đến bờ diệt vong vậy. Các bạn ơi, đến cái thời điểm đấy tôi các bạn không ở đây rồi nên là cứ tận hưởng đi. Vấn đề đấy để con cháu chúng ta phải chịu, không phải việc của chúng ta, ok? Cứ sống đi đã. Này, không có AI thì đến bao giờ chúng ta mới có những kiệt tác như thế này? Hãy tận hưởng đúng không các bạn? Ngưng phán xét. Vẫn cả trường. À, rồi rồi. Trước đấy tôi không hiểu tại sao một người bình thường lại đi muốn chế biến một món thịt nhồi hình con chuột để có thể ăn. Nhưng mà sau khi nhìn avatar của nhà sáng tạo này tôi đã hiểu. Vậy nổi, cái này là giống kiểu cái khúc cây ma các bạn cho vào nó cắn đứt tay. Méo hiểu sao cho tay vào. Tức là bây giờ chúng ta đặt đến cái cảnh giới mới rồi. Trước đây cái cảnh giới của chúng ta là những thứ trông bình thường nhưng cuối cùng lại hóa ra đắc meme. Còn bây giờ chúng ta đến cảnh giới là những thứ trông có vẻ nguy hiểm nhưng cuối cùng lại vô hại một cách không ngờ. Thế cái hàm răng kia để làm gì? Nó làm bằng xốp hay bằng cao su? Thế sao mày không cắn mà mày lại mút? Thôi rồi, bỏ qua đi các bạn. Tôi nghĩ là nếu mà tôi cứ tiếp tục như thế này thì cái câu chuyện nó còn đi xa nữa và sẽ có những người cắt cái đoạn mà tôi vừa nói xong rồi đăng lên để làm meme. Tôi không muốn thế. Nên là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trước khi mọi thứ quá muộn. Hẹn gặp lại các bạn video sau, đừng quên like và đăng ký kênh của mình. Thế nhá, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.